trình Du lịch kỳ thú. Phiên bản những thám tử vui nhộn. Ngày hôm nay Sang rất vui vì chúng ta kết nạp thêm một thám tử rất là đẹp gái. Đó là Yulo. Yulo hay đẹp gái đâu. Sao chị? Yulo hay đẹp gái đâu. Chị thấy đẹp trai hả? Yulo đẹp trai mà. Đẹp trai giống em hả chị? Miễn thấy đẹp là em mừng lắm rồi. Yulo, cái lệ làng của cái chương trình du lịch kỳ thú này thì ai là thám tử được du nhập vô đây phải có một những yếu tố gì đó để có thể vô được đội này. Phải có cái sở trường và cái sở đoạn để cho người ta biết để mình phân nhiệm vụ cho nó thích hợp, hiểu không? Mà thường thường người ta đưa nhiệm vụ lúc mà mình sở đoạn không á. Và chắc Yulo chưa biết thân. Tôi chỉ là linh hồn của du lịch kỳ thú. Rồi. Ở đây toàn là thám tử, còn có bà đó là của bà độc quyền duy nhất là bà người cầm búa nảy mực. Tôi là người giao nhiệm vụ cho các thám tử để thực hiện nhiệm vụ. Trong đó nếu mà Yulo làm thám tử sẽ được tôi giao cho nhiệm vụ kiểu như cấp trên cấp dưới, hiểu không? Đó, đi được không? Đi được không vậy? Đó, không được. Phải đi. Đó. Giao là phải đi đó. Cái kiểu vậy đó. Là cái người mà em phải định bợ cái kiểu mà quyền lực gì đó. Ok. Thư ký riêng của tụi mình mướn ngồi đó để mà nhận thơ của khán giả rồi đọc cho tụi mình đi làm. Đọc không có lưu loát đâu nha. Đọc không bao giờ lưu loát đó. Nhất là tiếng Anh. Mướn là mướn để trang trí thôi chứ không có để làm gì hết á. Thôi kệ, đẹp có quyền. Xin chào mọi người, mình là Yulo, thám tử mới. Và khuyết điểm của mình đó là chưa vương bụi trần. Chưa vương bụi trần. Ủa, đó là ưu điểm hay khuyết điểm? Cái đó ưu điểm, khuyết điểm vậy? Thì cả hai luôn vẫn rất là trong sáng, chưa đi đâu, chưa làm thì gì hết. Thì gọi là tinh khiết hả? Thôi vậy cũng được á. Tuần trước thì chúng ta đã có hai nhiệm vụ bí mật, thì sau đây Sang sẽ đọc nhiệm vụ đầu tiên. Kính gửi chương trình du lịch kỳ thú, tôi là Trần Trung Hiếu, bạn gái tôi là Nguyễn Thị Phương Thảo. Chúng tôi đã quen nhau được khoảng 1 năm, hiện tại tôi muốn cầu hôn với bạn gái của tôi, mong chương trình giúp đỡ, tôi xin cảm ơn. Trời ơi, dễ thương hả? Không muốn cầu hôn thôi hả? Muốn cầu hôn mình giúp đỡ gì? Ngọt ngào quá. Nhiệm vụ đó của ai vậy? Nhưng mà tuần trước là của ai vậy? Tuy nhiên là trời ơi, sao mà đừng có nó đã ngồi đây rồi phải đặt câu hỏi người mà kết nối về tình yêu gì đó. Đáng lẽ cái đó là Tường. Chị Tường chỉ là mà giống như một cái người kết nối ở cái đoạn đầu thôi, còn cái kết thúc để đặt cái chấm hết là Bazo. À, là người đã có gia đình đúng không? Đúng rồi, một người đã có gia đình đang cảm thấy rất là hạnh phúc về điều đó. Mà Bazo. Thôi bây giờ lên đi. Hãy coi clip đi để coi em đã làm sao cho bạn ấy. Chào bạn Hiếu. Ấn tượng trong lòng bạn về cô ấy là như thế nào? Như là cô ấy rất dễ thương ạ. Dễ thương? Vâng. Có bao giờ bắt nạt bạn chưa? Thường xuyên chứ. Thường xuyên nha. Những lần cô ấy bắt nạt bạn thì như thế nào? Em thì chỉ biết câm nín là chịu đựng thôi. Và lời đầu tiên khi mà bạn tỏ tình với cô ấy, bạn đã làm như thế nào? Bạn có thể diễn tả lại cho thấy không? Lúc ấy hơi kỳ đấy ạ. Khi bạn nói câu đầu tiên nói tôi muốn anh muốn làm bạn trai của em thì nó như thế nào? Em lại không nói câu đấy ạ. Vậy chính xác bạn nói câu gì? Em đón anh về đi. Anh để anh thả rông ngoài này nguy hiểm lắm. Cũng khá là dễ thương. Bạn nghĩ bạn đã mất thời gian bao nhiêu lâu để suy nghĩ về việc này? Chắc là từ lúc em tỏ tình ấy. Từ lúc tỏ tình. Thời gian ấy tới bây giờ cũng hơn 1 năm. Vậy theo bạn á, để cho có một màn cầu hôn, thời của bây giờ quen nhau đó cần tỏ tình gì nữa chị hả? Ấm cúng đối với chồng lòng của ấy để có không bao nhiêu quên được. Thường sao mà đâu tự hiểu được rồi. Nhưng mà nhiều người con gái họ thích phải có được trải qua cái điều đó chứ. Đa số giờ là con gái nói ý trước rồi con trai làm. Bây giờ mình thử kịch bản đi, bây giờ hai người đang ngồi đây đi. Không, rõ ràng mình đang chơi một trò chơi. Bây giờ 4:35. Bây giờ là 4:35. Và cái thời khắc lịch sử của bạn Hiếu dành cho người yêu của mình chỉ còn hơn 1 tiếng đồng hồ nữa thôi. Và hiện tại chúng tôi chưa có xong cái gì hết nè. Nghĩa là tìm chưa đi. Mình cũng ấn tượng rồi, cũng đáng nhớ rồi. Nhưng mà nhìn nó vui. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Sao dùng băng keo bông mà dùng băng keo bông. Chán người ấy trời. Không quan trọng đâu. Để một lần hết rồi coi. Có gì tại đó anh ơi.
mình là làm cho bên HTV đang thực hiện chương trình Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim. Chúng tôi đã có set up một một game nhỏ để coi như là thử thách. Thì đây là cái mà mình là một cặp đôi để mình bạn trai chuẩn bị để giả vờ đổi lấy một món quà mình giả vờ tặng cho người bên yêu. Kia nó không bị không biết là anh trai có sẵn sàng tham dự không ạ? Ok, em sẽ tham gia. Rồi thôi đi. Chào hai bạn. Bên kia chúng tôi có nhờ một bạn nam để tham gia một trò chơi cũng như là một thử thách để giành phần quà để cho bạn gái của mình. Không biết bạn có sẵn sàng để tham gia không ạ? Dạ, sẵn có không anh? Trời, sao nãy giờ cặp đôi nào cũng hỏi giải thưởng to không vậy? Liệu anh nhờ? Được. Bạn chơi nha. Bạn hứa với tôi bạn chơi đi. Bạn chơi một cách hết mình. Bạn có biết bơi không? À, trời, không biết bơi hả? Bạn giả okay, xỉu okay. Giả mày xỉu. Báo hiệu cho cái biết để dưới đây diễn nha. Chứ không thôi là chết á. Giả xỉu. Ai gọi cô Thương kìa? Cảm ơn như nhìn như bác cô đang bắt cổ người ta hơn là cô Thương kìa. Anh ơi, được rồi, được rồi. Xỉu rồi. Kêu đợi bắt mình hết ơi, lãng mạn quá ha. Em lấy anh nhé. À, cái này mà em không đồng ý thì sao? Hả? Em lấy anh nhé. À, em không đồng ý thì sao? À, em không đồng ý thì sao? Em không đồng ý anh nhảy cầu đấy. Ôi đi, nước sông thơm lắm. Nàng đừng lấy lấy anh không? Giờ không ai thả rong anh thì ai lấy đây? Từng buồn lo trôi qua ngày bình yên. Mình thề luôn bên nhau mãi. Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người. Dù ngày tháng phố sự thì coi cái clip này, Sĩ Thanh cũng rất là xúc động. Cảm thấy ngưỡng mộ cái người con gái và ngưỡng mộ cái tình yêu của người ta. Và khi mà pháo bông một vượt sáng lên thì hôm nay em thấy cảm xúc bắt đầu thật sự dâng trào. Thì đúng rồi, những người xung quanh nhìn ngoài lúc đó. Mà em thấy lúc đó bác Du hình như ở hiện trường thì cũng xúc động đúng không? Xúc động rất nước mắt luôn á. Trước khi để set up cái vụ này thì tụi em có một cái option khác. Chúng em hóa thân thành xã hội đen. Bước vào và kiểu đòi nợ, đánh đập bạn ấy ngay tại chỗ trước mắt luôn. Và thậm chí là một cái vụ đánh ghen. Nhưng mà bạn trai quá hiểu được người bạn gái đó cho nên cũng tự động bác bỏ. Tại vì bạn ấy tự nhiên chợt nghĩ nè, thí dụ mà làm vậy bạn gái em là từ chối liền. Cho nên á là ekip tụi em sáng tạo ra một cái kiểu nó nhẹ nhàng hơn chút xíu. Cái đó nhẹ nhàng hơn ha, ông mong nội. Bà Dân nói đúng là thật sự nếu mà khi mà đã đi đến quyết định cầu hôn á là phải tùy thuộc vào cái sự hiểu nhau nữa. Đã đúng chọn rồi. Cái cách làm. Tại vì em thấy có nhiều người cũng làm cũng cầu kỳ, cũng hoành tráng lắm. Thậm chí là những người làm rất là nhẹ nhàng.
Nhưng mà nó bị cái là cầu hôn trước một cái đám quá đông. Ý là chỉ là đám đông thôi á, là muốn mọi người chứng kiến thì cái cũng bất chợt bị cái phản tác dụng lại. Phản tác dụng luôn. Chứ không có thử thách gì hết, nhưng mà chỉ nói là giống như là người kia nói là anh làm tôi giống như là đặt tôi vào một cái tình huống khó xử trước tất cả mọi người, và tôi không muốn vậy và từ chối hẳn luôn. Thì giống như cái này cũng phải là một cái sự hiểu nhau. Khi đã đi đến quyết định cầu hôn rồi thì mình phải làm một cái gì đó, biết là cái này sẽ gây cảm xúc rất là lớn cho người ta, nhưng mà người ta cũng sẽ chịu được và chấp nhận được cái điều đó. Hồi đó anh Thiên Vương có cầu hôn với vợ mình không? Anh là không cầu hôn, chỉ có anh với bà xã anh là tự tiến tới hôn nhân. Chị cũng chưa được ai cầu hôn hết trơn á. Cho nên là cũng kêu là chị ơi, muốn cầu hôn nhưng mà anh thuộc tiếp người không lãng mạn. Thì thật sự bản thân em á, em và vợ em cũng vậy, em nợ vợ em một cái điều giống như vậy. Chị cũng vậy. Em tới bây giờ em vẫn còn cảm giác rây rứt và em mong ước được một ngày em sẽ làm được điều đó một gửi cách bất đi, ngờ. Gửi thư đi, Đại Dô, gửi thư đi. Kiểu em gửi thư chị sẽ đáp. Nhưng mà tại vì em rất là hiểu tính của vợ em. Chưa có gì là quá muộn hết. Ra một bãi biển set up sẵn rồi. Đúng rồi. Tặng một đóa hoa rồi một chiếc nhẫn là thế là đủ. Là một nhạc đồ gì lớn đó, đồ. Đó là như vậy. Hoặc là ẩm chỉ lớn rồi. Lãng mạn chứ bộ, ai không muốn vậy. Thôi được rồi, cảm ơn Bazo rất nhiều. Trời ơi, một chuyến đi mình để lại rất là nhiều cảm xúc cho mọi người ở đây. Nhiệm vụ thứ hai có nội dung như sau. Thân gửi chương trình du lịch kỳ thú, tôi là Nguyễn Mạnh Hiếu, là một người rất mê bộ phim Hồng Kông, nhất là thể loại kiếm hiệp. Bộ phim Hồng Kông hay là phim bộ Hồng Kông? Phim bộ Hồng Kông. Rất mê phim bộ Hồng Kông. Đọc cũng đọc người hết béo hết bị người ta sửa lên. Về cái. Thì Thanh là để trang trí thôi. Thì Thanh đẹp quá, Thì Thanh ơi. Tôi nhớ trước đây ngày nào cũng ra tiệm băng đĩa thuê cả chục cuốn về coi. Rồi còn học theo cách nói chuyện của mấy hiệp khách giang hồ nữa. Tôi nghĩ do chính giọng lồng tiếng của các diễn viên vừa hay vừa chuẩn càng làm cho bộ phim hay nhiều hơn. Tôi không biết các diễn viên lồng tiếng đó là ai và họ lồng tiếng phim như thế nào. Mong các tham tự tìm hiểu giúp tôi. Cái nhiệm vụ này thì được giao cho anh Thiên Vương. Xin mời anh Thiên Vương. Những diễn viên lồng tiếng cho một bộ phim hoặc là những phim điện ảnh hay là phim truyền hình như thế nào thì chúng ta sẽ xem qua clip này nhé. Ngay bây giờ thì Thám Tử Thiên Vương đang đi thực hiện một yêu cầu của bạn Mạnh Hiếu gửi đến chương trình. Nhưng mà bây giờ ngay hiện tại một cái chướng ngại đang rất là lớn là ngay trước mặt Thiên Vương đây. Đó là một cái vũng nước rất lớn. Làm sao để vượt qua đây? Thiệt là không thể nào mà chấp nhận được. Có cách nào không? Phi thân đường ha. Đi vô nó khó như vậy đó hả? Phi thân được không đây? Phải qua đây đi. Rất là ổn định. Mạnh Hiếu ơi. À, xin chào em. Này khu phim nhà em nè. Có không? Ồ, đọc cô cầu bại. Cô gái đồ lòng, thiền lòng bát bộ, cô lòng, quá gì? Đất nghỉ trụ dương nữa hả? Có luôn. Vô phim. Tôi quý phi muốn đường hoàng thượng bỏ trốn, bị hạ thần kịp thời phát hiện. Bây giờ giải tới cho đúng cách chữ. Đẹp, giả hoàng. Có nhận lòng tiếng bên nào chưa? Chưa lòng tiếng bên nào hết á. Rồi, có muốn trải nghiệm không? Thích quá chứ em, chủ yếu viết thư rồi để được làm vậy thôi. Rồi xin phép vợ đi. Không, sao đi luôn cũng được. Khi nào mới dừng nha em? Khi nào có một nước mà lại là bị thiếu. Bị như. À, bị thiếu. Khi nào mà sao biết thiếu em? Dạ thì khi mình ngồi thôi, mình nhìn đi nè. Không đủ thoại là mình dừng nè. Dạ cô ơi, rớt làm lại giùm con. Ghê không? Quyền lực quá ha. Rớt rồi cô. Dạ đó rồi. Liếu liếu. Bạn này có rất là nhiều câu hỏi muốn hỏi. Chẳng hạn như là một người lồng tiếng là bao nhiêu vai trong một cái bộ phim như vậy? Nói chung là 9 người thì làm cho mấy chục vai. Mình được phân bao nhiêu vai thì mình phải nghiên cứu bấy nhiêu vai. Là bao nhiêu tâm lý? Bao nhiêu ở đây nếu mà một bộ phim mà thường cao nhất là hai cô là mình lồng cao nhất là bao nhiêu người một bộ phim? 8 người. Trời ơi, một người mà lồng 8 người luôn. Nghe cái giọng nghe thấy đã vậy. Chính đó thì mỗi người một vai, một ngọc. Nhưng mà nhân vật phụ nhiều lắm. Diễn viên đóng phim này, cũng diễn viên đóng phim khác. Nhưng mà có một tiếng một. Đúng. Tôi Ngọc muốn rằng khán giả mình á, khi mà coi phim
thì nghe cái giọng đó là biết là cái diễn viên đó đóng. Dạ. Thí dụ như Ngọc hay lòng cho Tuyên Huyên hay là Trung Gia Hân hay là Lý Nhật Đồng chẳng hạn, thì vô hình dung là khi mà sếp đa tô của các hãng mà đưa cái phim TVB ra thì tự nhiên biết cái diễn viên đó là chị Hương phải lòng, biết cái diễn viên đó là chị Ngọc phải lòng. Lúc mà diễn viên có lúc mà bị bệnh này kia là mình chỉnh âm thanh hay là giọng của mình luôn không? Giọng mình luôn. Là mình phải bệnh theo diễn viên luôn á con. Bệnh theo diễn viên. Em nói đúng rồi. Thôi bị tâm lý xong á, tâm lý này xong luôn. Dạ. Mẹ mệt quá. Đó mình vẫn phải làm như vậy. Dạ. Bệnh mà. Rất là khó. Khó. Thậm chí mới vừa gây lộn với chồng xong vô liếng thoáng thì cũng phải liếng thoáng. Là phải cười nói đúng không? Nói hù hù ngoài đường đi vô phải cười ầm ầm chứ chồng thiệt là công. Có một cái khác biệt giữa cái lồng tiếng bây giờ và lồng tiếng hồi xưa là gì? Hồi xưa tụi Ngọc ngồi 9 đứa, cứ một đứa mà làm như đang một cái cảnh rất là sôi nổi, dính chùm với nhau mà một đứa mà làm liếu hoặc là rớt một cái. Rồi cả tổ phải làm lại từ đầu. Thành ra hồi xưa 3 tập phim có thể Ngọc làm từ 7 giờ rưỡi sáng tới 10 giờ tối. Đúng. Rất là cực vả, làm từng chăm chút, từng chút, từng chút, từng chút. Còn bây giờ thì mỗi người đi một like. Mình cứ vô phòng thu, mình thu đúng cái like nhân vật diễn viên của mình thôi. Đó, mình rớt, mình tự chịu trách nhiệm với mình. Không sao, và đỡ mất thời gian hơn. Cho nên bây giờ các bạn một ngày lòng được nhiều tập hơn. Và làm nó thoải mái hơn. Chứ hồi đó ngồi nguyên một dàn, chỉ cần một đứa rớt thôi là mới ban đầu còn làm lại ha. Làm một hồi tới chiều rồi ha. Bắt đầu mệt rồi ha. Em mày liếu nữa là phóng cái giấy vô trên mặt. Chính vì như vậy cho nên là tụi Ngọc gặp gỡ nhau nhiều hơn ở nhà. Thành ra là anh chị em trong tổ rất là thương yêu nhau. Và nuôi tâm lý tốt. Đúng rồi. Và cái diễn xuất cũng vậy. Khi mà đụng vô cái cảnh mà cháy nhà, loạn lạc, mà cảnh trong đó diễn viên còn khóc, rồi diễn viên chính này phụ khóc quá trời đắt, lòng xong ngó lại chín người khóc hết. Nuôi tâm lý. Vì vậy mà hồi đó là phim hay là vì vậy đó. Rồi sẵn sàng chưa Hiếu? Còn bây giờ là bắt đầu tự thử hôm nay mới lạnh mà sao đổ mồ hôi dữ vậy? Căng thẳng quá hả? Tham kiến nương nương. Hạ thần tham kiến nương nương. Nương nương, Tô Quý Phi muốn đưa hoàng thượng bỏ trốn, hạ thần đã kịp thời bắt giữ, giải tới cho nương nương xét xử. Ê, không phải, mỹ nhân, không, quả nhân không phải muốn bỏ trốn, tại quả nhân nhớ nàng, muốn gặp nàng mà thôi mà. Bổn cung đối với người như vậy, người còn nhớ bổn cung sao? Đổi lời hài ha. Quả nhân nhớ nàng lắm. Giọng liền luôn nha. Quả nhân mong nhớ nàng, ngày đêm. Tránh cho đi, ta hỏi ông. Bắt đầu từ ngày ông chào đời, ngoài chuyện đam mê tụ sắc ra, ông có biết làm gì nữa? Ông nói đi. Mỹ nhân, quả nhân biết lỗi rồi. Mỹ nhân tha mạng. Mỹ nhân. Là Hiếu còn thiếu cái quảng loạn. Dạ. Mỹ nhân tức là sợ. Chắc là Hiếu quảng là gì? Đọc nhìn điện thoại xíu mà người ta nghe thôi. Nghe hễ tin cái tiếng tàu đó, cái tiếng tàu nó mở miệng là cái tiếng Việt mình phải mở miệng. Nó nói là mình phải ngưng. Mình phải làm sao nhanh cho nó tròn chữ. Tiếng phim kinh nghiệm họ nói rất là nhanh. Nên mình phải lồng tiếng, phải nhanh theo. Tại vì cái trưng của phim TVB mình á là nói rất nhanh. Cho nên buộc khi mà mình vô cái phim TVB á, mình còn phải học đọc chạy chữ. Nếu mình không chạy chữ thì mình mỹ là nó hết. Nó hết cái câu đó rồi. Trời ơi, sĩ Thanh là được đó, đọc chữ không dạ. Cái thứ hai là giống như khi mình thua thì phải mình bỏ cái hồn mình vô. Mình bỏ cái lòng của mình vô. Mình hoảng loạn, tự động cái giọng mình nó sẽ ra hoảng loạn. Còn mà mình tỉnh bơ thì nó sẽ ra cái giọng tỉnh bơ. Quả nhân không phải bỏ trốn, tại quả nhân nhớ nàng, muốn gặp nàng thôi mà. Bổn cung đối với ngươi như vậy, ngươi còn nhớ bổn cung sao? Phải, quả nhân nhớ nàng lắm. Quả nhân thường nhớ nàng ngày đêm. Thiệt đó mỹ nhân. Anh không có nói được anh ơi. Không, nhưng mà tâm lý thì ok. Thưa em cũng là cái người mà đi suốt ngày phải đi thuê băng về cho cả gia đình xem phim TVB. Cái bên nhà có tiệm băng phải không? Đúng rồi, hồi xưa là cứ xách một chồng một bộ là mười mấy hai chục băng, xong rồi ngồi quay vừa coi vừa quay thế này. Ký ức đó. Nên khi mà em xem thì nó một cái rất là hứng thú, bởi vì khi mà mình đã thực sự mình nghe cái giọng đó giống như là một cái tuổi thơ của mình luôn rồi á. Bây giờ được nhìn các cô và nhìn cái cách các chị làm thì mình thấy cực kỳ thú vị luôn. Mà chị cũng biết được một hai kỹ xảo để chị chỉ cho mọi người. Lúc đầu chị đi lồng tiếng á, mà nếu như nhân vật khóc chị cũng khóc thì nó mới giống, nhưng mà như vậy nó rất là mệt.
Cho nên cái khóc đó nó có cái thủ thuật hết. Ví dụ như mình trong cái nhân vật cái trong phim nó khóc á, thì thường khóc là phải có hít. Thì mình cứ tưởng đâu là mình làm gì nào mình cứ cũng hít vô. Nhưng mà cái cô lồng tiếng cô nói như vậy nó không có giống. Vì khi mà mình hít á, cái lỗ mũi mình nó không có nước mũi. Thì nó rất là khô. Nghe cái tiếng hít á, nó khô lắm. Cho nên để chén nước hết hả? Cho nên á, nè cái thủ thuật muốn làm cái tiếng khóc mà hít giống như là cái nước mũi á, là người ta dùng, cái cô đó cô chỉ là mình dùng nước bọt để ra trước đầu răng và mình hít vô thì nó mới có cái hơi, có tiếng nước khi mà mình hít cái lỗ mũi lên. Và chị đã tập nhiều lần mới làm được coi lồng tiếng những cái phim mà chị khóc đi. Khi hồi nãy anh Thiên Vương á, trong cái clip anh Thiên Vương có cái đoạn mà cái ông vua á, ông bị nhấn đầu xuống nước á, là phải giống như tưởng tượng phải có tiếng ồ ngập nước á, thì theo cái tưởng tượng của chị, theo cái kinh nghiệm của chị là đáng lý ra phải chỗ đó phải lồng sao? Vậy là phải làm nước miếng cho một không. Em nghĩ lúc đó là phải để cái kế bên là cái thao nước xong rồi. Không có đâu, tất cả mấy đó rồi. Mà vui lắm, còn mấy cái lồng tiếng á, chị thấy mà trong phòng lồng tiếng là nồi niêu sau chảo tùm lum, trong kêu nhà trái lên đây cầm nhà trái là mà bà, lúc đó là 9 người ngồi trước 9 cái mi vậy nè ha. Mà các chị nể nhất là cái chỗ là vừa một người lồng tới mấy tiếng lận, ví dụ là mẹ ơi mẹ nhà cháy, mẹ là trời ơi không có nhà cháy rồi, cái người kêu gõ làm tùm lum luôn vậy đó. Vui vui dễ sợ luôn, mà làm chặt người làm lại hết. Đúng là hồi xưa nó khó quá ha. Rồi cảm ơn Thiên Dư rất nhiều. Được hay. Bây giờ là chuyến hành trình của Bazo, xin mọi người quýnh nhé. 1, 2, 3 Bazo hả? Rồi bây giờ thì tới chuyến đi của anh Thiên Dương. 1, 2, 3 Thôi. Cái hành trình này của anh Thiên Vương cũng rất là thú vị. Nhưng mà có điều là anh nói anh cắn lưỡi quá, ghét cho bạn đen. Anh cắn lưỡi quá. Lẽ đương nhiên phải cắn lưỡi. Mà kêu chữ ngớ lần sau hai cái nghĩa. Lẽ đương nhiên phải cắn lưỡi. Tại vì mình là người không kia mà. Có cái cảm xúc nhưng mà cái giọng sai trái quá. Sai quá, sai. Phải cho nè. Nói chuyện mà như đọc rap vậy. Rồi, thám tử tuần này đã thuộc về Bazo. Xin mời Bazo lên nhận huy chương. Xin mọi người cho một tràng pháo tay. Hôm nay tự nhiên trước khi vô bàn làm việc, tự nhiên Sen xuất hiện một lá thơ trên bàn. Không biết là có trai nào tỏ tình với mình không? Có được cơn, bỏ đi. Em biết sao chị đảm nhiệm cái trách nhiệm thư ký này rồi. Sao vậy? Để gọi là thỏa mãn cái sự ảo tưởng. Nó đại đi, nó đại cái chuyện ảo tưởng đi. Gia cưng, chữ bồ gia cưng, chứ không ảo tưởng. Gia cưng, biết đâu lại có những người khác xếp hàng để tỏ tình với tôi này sao? Thôi bỏ đi. Thôi để mình đọc thư tỏ tình của mình. Gì vậy? Hả, cái gì? Đơn xin nghỉ việc. Hả? Gửi thư ký về những thám tử vui nhộn, tôi là May. Trời ơi, cái trời này làm sao chuyện rồi luôn. Làm chuyện ta để ý nữa. Thám tử của chương trình, tôi viết đơn này để xin rút khỏi đội thám tử vì cảm thấy mình không còn thích hợp với công việc này nữa. Tôi đã không còn vui nhộn để có thể làm một thám tử được nữa. Cái đồng nghiệp đã có những tác động làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của tôi, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Tinh thần tôi đang bị suy sụp nghiêm trọng, cho nên tôi viết thư này cũng là để từ biệt thám tử và tìm đến nơi thanh thản hơn. May. Ê, chết rồi, có chữ thanh thản rồi, rồi đi chết rồi. Có nơi thanh thản hơn hả? May ơi, sắp nhập đầu với anh rồi. Trời ơi, anh ác vừa vừa thôi, một mạng người đó anh. Nói chung là cái làng thám tử này chỉ có tôi là thiên thần và hiền diệu nhất ở đây. May khi mà ra đi, chị luyến tiếc là không còn gặp tôi hết. Thôi ơi. Tự nhiên em thấy em nguy hiểm quá. Em giống như giật thí mạng cho anh May vậy á. Thôi em hết số này thôi nha. Tất cả bình tĩnh, chúng ta im lặng để nghe May nói chuyện. May ơi, May đang làm gì đó? Không làm gì hết. Ủa sao tôi thấy một cái lá thư để trên bàn là May sẽ từ bỏ biệt đội thám tử chúng tôi? Thì đó, không muốn làm gì nữa. Thì thôi, đi thôi. Ủa là đi đâu? Đi đâu thì kệ tôi đi ha. Anh đi. Chết rồi, bây giờ May nó đi thanh thản, nó không có quay trở lại nữa kìa, bây giờ làm sao? Thì để cho nó đi đi, nào nó tới chùa nào nó báo là mình lên chùa mình thăm. Có nhiều khi nó không đi chùa đi chết thì sao? Bậy bả ai. Chết nó bỏ lăng chinh là cho ai? Ai bắt cũng giả. Bây giờ vậy đi. Nếu như mà cỡ anh chị là anh chị không có chơi với May thì kệ.
ghiêu thì mới đâu có biết may lại. Để tôi sẽ suy nghĩ cách nào đó để lôi kéo may quay trở lại với cái biệt đội thám tử mình. Chứ bây giờ không có may thì mình biết trù dập ai. Rồi tôi hiểu rồi. Nhiệm vụ tuần sau sẽ thuộc về Bazo. Đây là nhiệm vụ luôn hả? Năn nỉ, lôi kéo làm tất cả mọi thứ đắm đầu cướp giật, đưa may về lại với biệt đội thám tử cho tôi. Ok. Rồi, nhiệm vụ thứ hai. Qua nhiệm vụ thứ hai. Em xin chào cô thư ký xinh đẹp. Đó thì đã thư thấy vui rồi. Em tên là Trần Vĩnh Long, năm nay em được 17 tuổi. Em có một thắc mắc nhỏ về yo-yo. Tại sao khi em thấy những người chơi hoài chơi mãi mà không bị rối dây? Em cũng đã từng thích môn yo-yo này lắm, mà khi em chơi là em thường bị rối dây và không có cách nào để cứu lấy nó. Lê có muốn xung trận lần này không Lưu Lê ha? Em là quá tinh khiết để mà quyết định đi. Em nghĩ em sẽ còn cái gì hồi nãy cái chữ gì đó vương bụi trần. Em không muốn bị vương bụi trần. Thôi. Tức là cái trò yo-yo nó rối não quá, rối dài quá vậy, không muốn rối lại. Cái yo-yo nó chắc không cho hoàng rapper được á. Sao vậy? Hoàng rapper nó thường hay rối á. Ở nhà anh hay chơi với con ảnh á. Thấy cái tuổi chơi yo-yo á. Cái trò yo-yo là cái gì vậy? Yo-yo là cái trời ơi, cái cục này nè, quăng chụp vậy nè. Trời ơi, cái đó gọi là vô bông vụ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Để xuống đất vậy nè ha, xong rồi kéo. Tôi bỏ gì? Cái thư ký này đó, nó không có suy nghĩ. Trời ơi, bông vũ với yo-yo nó khác nhau. Chị Sinh Thanh, trò này là trò gì? Chị còn cái quay quay là cái gì? Bông vũ. Đây là cách kéo, trời ơi, chị không biết cái gì hết trơn. Đúng rồi. Thôi bỏ đi ha, nói chung là tôi không biết yo-yo thiệt, tôi nói không biết yo-yo. Thì không biết, Hà nói không biết cái này. Tự nhiên bông vũ. Con bông vũ. Bông vũ có sợi dây không? À cũng có, còn. Đó, bông vũ là chơi gì nè, sỏ cái đâm như sỏ kim không? Đúng rồi. Cái quăng ra nó quay quay. Đúng rồi, cái đó là bông vũ. Còn cái yo-yo là cái này nè. Cái yo-yo là dây nè, tôi bắn qua, bắn lại nè. Tôi nhảy dây nè. Tôi biết rồi, tôi biết rồi, rồi. Rồi. Em dạ không biết cái tên thôi, này thôi. Rồi Hoàng rapper đi. Rồi Hoàng rapper. Mệt mỏi quá hà. Hôm nay không biết gì chị hỏi nhỏ. Chương trình du lịch kỳ thú sao dậy sớm mà người xin nghỉ việc. Người thì hả? Định đình công rồi đó. Không thể nào làm việc với một cái người thư ký mà chỉ để kêu lên ngồi đọc lá thư mà đọc còn không trôi chảy. Bỏ đi nha, đừng dìm hàng thư ký nhiều nha. Tôi là người có quyền lực lắm đó. Nếu như mọi người muốn biết tôi quyền lực như thế nào thì mọi người hãy đón xem như là kỳ thú và thứ năm hàng tuần trên tháp vừa tại vào lúc 22:45. Nếu như có bất kỳ một yêu cầu nào muốn gửi về tới chương trình thì có một hotline, đó chính là 0989089413. Ngoài ra các bạn có thể gửi thư về fanpage trên Facebook của chương trình, đó là mang tên Du lịch kỳ thú. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCD Media hoặc HTV Entertainment. Và đừng quên nhấn subscribe. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. Yeah.